Alo, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Ở video hôm nay thì mình giới thiệu đến anh em một cái tính năng mới sắp ra mắt của game chúng ta. Đó là cái rune này. Đây là một cái loại đá mà chức năng nó sẽ hỗ trợ chúng ta đi map rất là nhiều. Đây. Thì các bạn muốn xem chi tiết thì hãy truy cập vào phần Discord này này. Ở trong cái kênh Arcanum này này. Cái bài đăng vào ngày 21 tháng 11 đây này. Thì các bạn kích vào cái trang này để sang cái trang Medium để chúng ta vào đấy nhá. Đây là rune này. Đấy. Nó sẽ có các cái tính năng bổ trợ để chúng cho chúng ta quá trình đi map và cũng như là đi đi rank nữa. Thì hoạt động chat trên cộng đồng trước mình cũng có tham gia và chỉ là một số tính năng mong muốn ấy. Hiện tại thì nó có ở đây này. Thì nó sẽ có một cái phần rune, phần chế tạo đây. Đấy. Thì ở trong này nó sẽ chế tạo ra các cái trang bị này đây các bạn này. Đấy, trong đó có một cái rune này. Thì nó khá là đặc biệt. Tí nữa mình vào cái phần bản test, mình sẽ chỉ cho các bạn này. Đấy. Các cái rune này nó sẽ nâng cấp đấy, nó có nâng cấp và nó có yêu cầu nâng cấp và nó chúng ta đang có một cái bản vote nữa, có một cái vote nữa để chúng ta vote cái phương án nâng cấp của cái này. Các bạn cũng có thể tham gia để mà vote cái này luôn nhé. Đấy, thì các bạn sẽ xem vào trong này nhé. Đấy, trang bị như thế này này. Đấy. Đây là cái tỷ lệ nâng cấp của nó và các bạn có thể tải xuống cái bản Brunet ở trên cái liên kết Medium này nhé. Đây cái Medium này mình cũng sẽ gắn ở phần mô tả của kênh luôn cho các bạn tiện có thể kích vào luôn. Đấy. Thì đối với cái bản preview này thì chúng ta hãy cùng vào bản preview để xem chi tiết hơn nhé. Còn đối với phần Discord về cái phần vote thì các bạn sẽ kéo xuống ở dưới này, nó có cái vote này. Đấy, cái vote này thì nó sẽ ra một cái trang web vote cho chúng ta như cái đợt vote vừa rồi ở đây. Đây là cái bài đăng thông báo mới nhất mà hôm qua nó làm tăng giá của ấy này. Cái bài vote này chúng ta sẽ tham gia vote. Đấy, chúng ta sẽ có một cái trang vote riêng và phương án ở đây thì các bạn cũng có thể đánh vào đây này. Mà cái trang vote giống như đợt vote lần trước của chúng ta đấy. Thì để vào game chúng ta sẽ tải cái bản test về. Thì các bạn sẽ đăng nhập vào, các bạn sẽ có khá là nhiều cái crystal cũng như là gờ để các bạn có thể test luôn. Thì anh em nào muốn tìm hiểu thêm về tính năng này test để đặc điểm của những cái loại đá này thì nó sẽ có một cái phần trang bị bổ trợ thêm cho chúng ta, thì sau này chúng ta leo map hay đi rank thì nó sẽ có những cái tính năng hỗ trợ rất là nhiều. Và đặc biệt thì nếu chúng ta đã có cái phần đi Woodbot ấy, thì các bạn sẽ thấy cái tính năng ấy có ở Woodbot rồi. Thì bây giờ vào trong này các bạn sẽ biết thêm thôi. À, có một cái tính năng khá hay ở đây này. Đấy nhá, các bạn sẽ có khá là nhiều cái 500.000 cái crystal và 100.000 g để chúng ta test này. Đấy. Trong đó đây này, các cái loại đá nâng cấp rất là dễ. Trong này nó có một cái này nhá. Đấy. Thì nó sẽ có 20% phản đam và tăng 50% đam cho mỗi đòn đánh là cái loại đá rune này. Và các chỉ số của các cái này là tăng ATK và tăng máu các kiểu này. Đấy. Thì nó sẽ giống như food của chúng ta mà nó cố định. Có nghĩa là chúng ta dùng phút thì chúng ta chỉ dùng một lần và rune này chúng ta dùng nhiều lần, nó rất là hay. Đây là chúng ta vào, chúng ta có phần rune này này, thì các bạn muốn nâng cấp thì nó sẽ hiện lên ở đây. Đấy. Các cái nâng cấp này đang test thì các bạn nâng cấp một phát thì nó rất là nhanh thôi. Đấy. Và nâng cấp mấy cái này nó cũng thế, chúng ta cứ kích vào cái xong này chúng ta kích vào cái số lượng đá này cho sau này chúng ta phải đánh cuộn bút để thu nhập này, rồi để thu thập về. Còn cái này trong bản test thì nó cho mình rất là nhiều, các bạn để vào để test thoải mái đấy. Lên thì nó sẽ cộng rất là ít thôi, cộng trong này nó bản test nó cộng rất là ít, còn trong này như cái này là cộng HP này đấy. Và nó các bạn nhìn thấy ở cấp 1, cấp 2 này, đấy nó cộng thêm được 370 đấy. Cái này nâng cấp rất là dễ. Và ở trong cái bảng này chúng ta có này, phần ở trên Discord cái phần vote này chúng ta có cái bảng này đây này. Đấy, cái tỷ vote để vote thì nó có vote khá là nhiều. Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn phương án B để xuống phần chi tiết thì tí nữa mình sẽ mở to ra cho các bạn xem. Thì chúng ta sẽ vào đây nhé, hơi đợt
Đây chúng ta sẽ có hai cái phương án vote này, thì theo chúng ta sẽ gọi là lên cộng 10 cho các cái rune này. Thì phương án B là khả thi nhất bởi vì nó úp tỷ lệ thành công là 100% nhé. Ở level 5 chúng ta mất 250G và level 10 mất 2.500G. Cái phương án A này thì 50% mà mất 100G, mất 1.000G này nó rất là nguy hiểm, thì chúng ta dễ fail lắm, có 4-5% chúng ta cũng fail rất là nhiều rồi. Thì các bạn tham gia vote thì chúng ta nên chọn phương án B này nhá. Thì còn ở trong game này thì level up thì nó rất đơn giản rồi. Còn các cái tính năng của nó thì cứ cộng thêm ATK cộng FP, và đặc biệt nhất là cái rune đỏ này thì nó có một cái này. Đấy. Thì nó sẽ hấp thụ 20 phần, nó sẽ gây ra 20% đam chảy máu ấy. Thì cái đam chảy máu này là như chúng ta đi đảo ấy, thì chúng ta sẽ đi trong cái phần woodboard này thì chúng ta sẽ thấy hiện lên một cái đốm sáng đỏ đỏ, chúng ta đánh vào quái và chúng ta cũng bị phản đam ấy. Thì cái này thì nó áp dụng lên trên này nó cũng như vậy. Thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta biết nhé, thì nó hiện lên thì chúng ta sẽ có cái phản đam này. Đấy. Và nó sẽ tăng cái đòn đánh của mình lên 50% nữa. Chi tiết hơn thì sau này vào cái thực tế thì mình sẽ test cho chúng ta chơi, chúng ta biết chi tiết các cái hoạt động. Còn ở đây thì chúng ta hiểu là nó sẽ phản đam đấy. Đấy, nó sẽ gây ra cái hiệu ứng đam này, thì cái tức là con quái đánh lên mình nó sẽ bị gây ra 20% đam phản ngược lại nó đấy. Và cái này thì nó ở trong word bot các bạn cũng thấy rồi. Thì trong quá trình đi map của chúng ta, nếu chúng ta có các cái rune này vào thì chúng ta đi map nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn nào muốn trải nghiệm rõ hơn về các cái tính năng mới của cái rune này thì các bạn hãy tham gia bản test nhé. Thì cái các bạn bản test thì các bạn hãy download ở trên cái trang Medium, thì mình sẽ gửi link Medium lên, và mình sẽ cũng có thể là mình sẽ kích cái link bản test ra, và mình nếu mà lấy cái link bản test thì mình sẽ gửi cho các bạn ở trên cái phần mô tả luôn. Còn không thì các bạn hãy kích cho trong cái trang Medium lúc nãy nhé. Đây, ở cái phần liên kết này này. Đây. Đấy, cái này ấn vào liên kết là nó sẽ tải về luôn, cho nên các bạn hãy truy cập vào Medium nhé. Đối với bạn nào mà không truy cập được Medium thì hãy lên trên Google để nó hướng dẫn cho các bạn cách vào Medium nhé, thì chúng ta sẽ vào được. Đấy, và chủ yếu là cái rune này nó sẽ có cái tính năng là nó sẽ gây lên, ví dụ như chúng ta đánh vào những cái map cuối và những cái con bot khỏe mà nó bị cái rune này tác động lên thì nó sẽ làm đam của nó bị phản đi, và chúng ta cũng được tăng đam nữa, nên chúng ta đi map nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Đấy. Thì nó vận lên như thế này, nó sẽ gắn cái này lên trên trên con quái giống như chúng ta đi vượt bốt ấy. Đấy, các bạn thấy nó gắn lên này. Thì các bạn hãy tham gia cái bản test này để test thêm nhiều tính năng hơn của cái này nhé. Nói chung là nó một phần bổ trợ, nó gần như nó giống như food, chúng ta sẽ có được nhiều cái tính năng để chúng ta leo map được dễ dàng hơn. Đấy. Thì nó sẽ sắp ra mắt và chúng ta sẽ vote cái phương án, thì các bạn hãy tham gia cộng đồng để chúng ta vote thôi. Còn là như vậy là chúng ta sẽ chơi game, chúng ta sẽ có nhiều cái phương pháp bổ trợ leo map cũng như dễ dàng hơn. Thì cái gánh nặng về lên đồ chúng ta sẽ đi giảm đi rất là nhiều, và tương lai chúng ta chơi game thì càng ngày nó càng trở nên hấp dẫn hơn. Thì đây thì mong các bạn cũng xem video và like video và ủng hộ cho kênh mình phát triển trở lại nha. Cảm ơn các bạn.